Đám chị và mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Những ngày vừa qua thì được sự ủng hộ của rất là nhiều anh chị trên mọi miền Tổ quốc là ủng hộ Bảo về cái dòng máy đét tông, bán rất là nhiều hàng nha. Và cũng rất là nhiều anh chị là alo hỏi Bảo là bên Bảo có bán cái dòng máy bút Nhật này không nha. Bên Bảo là tiện đây là Bảo về một cái lô máy bút Nhật này là khoảng tầm khoảng 200 con để phục vụ cho anh chị. Dòng máy này thì không phải bút Nhật đâu nha anh chị. Dòng máy này là nhiều anh chị YouTube thì bảo là bốt Nhật nhưng mà không phải. Bảo thì chia sẻ thật tình thì bảo nói dòng này là chỉ là công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc thôi nha. Hiện tại là bên Bảo là nhập về cái số lượng này là để phục vụ cho những anh chị nào mà đón cái dịp trong Tết này nha. Dòng máy này thì anh chị có thể là mua về làm quà cho gia đình, người thân hoặc là sử dụng rửa chuồng trại chăn nuôi, rửa xe này, chỉnh rửa nhà cửa rất là tiện lợi nha. Với lại hiện tại Bảo đang bán cái con máy này với giá là chỉ là 2.100.000 bao ship toàn quốc nha, đến cho mọi người tiêu dùng luôn nha. Bây giờ Bảo sẽ đọc thông số cho những anh chị nào nắm rõ nhé. Dòng máy bốt này là công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc, có mã là BO2500A. Điện của nó xài là 220 50 Hz, công suất của nó là 2500W. Bát của nó là từ 50 đến 130 bát nhưng mà theo thực tế thì Bảo test là lên tới 130 tới 170 bát từng nha. Lít nước tiêu thụ của nó là 12 lít trên 1 phút nè, quá trời là mạnh. Bây giờ Bảo sẽ tiến hành khui máy xem bên trong phụ kiện công ty có cho chúng ta những gì nha. Đây, phụ kiện là một cái sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu Bốt Nhật này, một phiếu bảo hành chính hãng của Bốt 6 tháng nha anh chị. Một cuộn dây hút quá là đẹp và một cái đầu dây này để chúng ta vào cái vòi Rumane trực tiếp nha. Một cuộn dây bố rất là dẻo, bốt này thì cho chúng ta một cuộn dây bố rất là dẻo và dai này. Dây bố này xài rất là bền nha. Một cây súng. Đây, cái súng này thì nó màu đỏ để nó cho chúng ta là cảnh báo chúng ta về cái độ nguy hiểm của dòng súng này khi mà xịt vào da cầm hay là động vật gì nha. Chúng ta đưa tay vào cũng rất là đau nha. Một cái lọc rác, khi chúng ta không sử dụng Rumane thì chúng ta có thể thay vào cái lọc rác này. Lọc rác này thì nó đã cải tiến cho chúng ta là chúng ta hai lớp nha. Chúng ta có thể tháo cái này ra để vệ sinh nè. Chúng ta tháo ra vệ sinh rác đồ trong rất là tiện lợi nha. Một cây nối dài, công ty thì nó rất là ưu ái cho chúng ta một cây nối dài, một cái đầu nối nhanh và một bình bọc tuyết. Đây, Bảo sẽ lấy con máy cho chúng ta. Đây, ngoài ra nó có thêm một cái kim để chúng ta không xuống khi ngạt nha. Wow, dòng máy bốt này thì Bảo bưng rất là nặng nha, quá trời là nặng. Dòng máy này Bảo nhìn sơ qua thì nó cũng về cái ngoại hình của nó thì cũng tương tự là con đét tông 2500A nha, có chỉnh áp nha. Anh chị mà sử dụng dòng máy này thì anh chị lúc mà vặn áp hoặc là lúc tắt súng thì dưới này nó có một cái van xả nha anh chị. Anh chị thấy giọt nước, anh chị là tưởng là xì nhưng mà không phải. Bây giờ Bảo sẽ cân thử xem cái con máy này tại sao nó nặng vậy nhá. Bảo thấy nó rất là nặng đấy. Xem nó được bao nhiêu ký nha. Qua con máy này thì nó nặng tới 11 kg 470 g luôn, rất là nặng nha. Dòng máy này thì 100% là dây đồng. Hiện tại Bảo đang bán con máy này chỉ với mức giá là 2.100.000 bao ship toàn quốc nha. Anh chị mà có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ Bảo nha. Đây, Bảo sẽ giới thiệu sơ về ngoại hình của máy. Máy thì nó cũng rất là giống đét tông, không có khác gì. Hai đầu ra và đầu vào là nó được đục bằng cái đồng nguyên khối nha. Ngoài ra đây là một cái van chỉnh áp để chúng ta chỉnh khi sử dụng. Anh chị có thể tưới cây, phun thuốc, tăng giảm áp để sửa máy lạnh nha. Xịt máy lạnh không lo là bị vân méo lốc nha. Đây, đầu của nó thì phít tông rất là to. Xung quanh được bao bọc một cái lớp nhựa để chúng ta là an toàn khi sử dụng. Đây, bây giờ Bảo sẽ nói cho anh chị vì sao mà nhiều anh chị test máy thì áp một người một khác nhau nha. Đây, Bảo tí nữa Bảo sẽ cho anh chị xem cái điều bất ngờ khi anh chị mà thay hai cái đầu súng này khác nhau.
công ty thì nó đưa cho chúng ta một cái đầu với cái lỗ là 1.5mm nha, rất là lớn. Còn đây là một cái đầu 1.2, 1.3 thì tùy anh chị là mua sử dụng. Hiện tại Bảo đang bán với cái mức giá là 80.000 cho một đầu này nha. Bảo không có đổi nha, Bảo chỉ bán thôi nha. Rồi, cái đầu này thì tí anh chị xem thì anh chị có thể biết được nó lên bao nhiêu áp nha. Chanh lật gì đó, súng rất là to và đẹp nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành chỉ anh chị lắp máy để sử dụng nha. Cái đầu nối nhanh này thì chúng ta có thể nối đây. Đó, anh chị chỉ cần vặn vào siết chặt là được. Đó, rất là nhanh gọn này. Anh chị đẩy vào, những anh chị nào mà đã xem video Bảo thì cũng biết cách lắp đặt rồi nha. Đây, anh chị đẩy cái này vào, đẩy hết vào nha. Đẩy sát cái này anh chị vặn vào. Đó. Anh chị mà muốn rút máy ra thì anh chị có thể gạt cái này lui như kiểu là anh chị xài bơm hơi nha. Rất là tiện lợi nha. Súng thì cũng rất là tương tự vậy ta. Chỉ đẩy sát vào ra, chỉ vặn như thế này là được rồi. Đó, anh chị cái đầu này thì anh chị hãy đẩy vào nhiều, anh chị là đẩy như thế này là chưa có được nha. Anh chị hãy đẩy đè này, đẩy sát vào. Đó, nó cứng như thế này mới được, hút nó mới lên. Bảo giao máy cho rất là nhiều anh chị nhưng mà anh chị hỏi Bảo là tại sao nó lên yếu, là do anh chị đẩy cái này chưa vào. Đó, anh chị có thể thay bằng cái đầu này, bằng cái đầu này nha. Anh chị vặn cái này ra, anh chị thay cái đầu này vào là nó xài máy thì nó rất là bền nha. Đây, cây nối dài, bây giờ Bảo sẽ ra Bảo test hai cái đầu này xem nó có cái điều bất ngờ gì nha, về cái mức độ áp nó tăng giảm như thế nào. Bây giờ Bảo sẽ tiến hành test máy cho anh chị xem nha. Đầu tiên Bảo sẽ test với cái đầu máy zin của công ty nó đưa ra nha. Đây, Bảo sẽ cho anh chị xem cái lực áp. Hồi nãy Bảo cũng nói tại sao là anh chị muốn thay cái đầu bét nhỏ thì nó sẽ lên áp cao. Đối với cái đầu máy zin thì nó chỉ lên 150 thôi nha. Đó, tia rất là xa nha. Bây giờ Bảo sẽ tiến hành thay một cái đầu 1.2, đầu nhỏ hơn một cái đầu hiện tại của công ty là đang 1.5 nha. Rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành thay cái đầu 1.2 xem áp nó lên bao nhiêu nha. Nhiều anh chị là thích áp mạnh thì Bảo tiền đây Bảo thay cái đầu cho anh chị xem luôn trực tiếp nha. Đây, Bảo sẽ tiến hành thay một cái đầu nhỏ hơn xem áp nó lên bao nhiêu nha. Đây, Bảo sẽ tiến hành phun máy đây. Anh chị xem, áp nó lên tới 28 được anh chị ạ. Đối với anh chị nào mà muốn mạnh thì anh chị có thể là thay một cái đầu nước 1.2 này nha. Tia nước đi rất là mạnh và nhỏ. Anh chị nào mà muốn áp tăng lên thì có thể là xem. Bảo quay lại cái cảnh lên áp này. Rất là mạnh nha, áp rất là cao. Ngoài ra, anh chị khi nào mà lúc Bảo bán thì anh chị tắt máy á, dưới này nó sẽ có một cái van xả, anh chị mà tắt máy thì nó sẽ xả hơi ra đây nên nước nó sẽ xì ra đây một tí nha anh chị. Đây là cái đầu xả hơi. Nó sẽ xì ra một tí. Đó, anh chị thấy không? Rồi, bây giờ Bảo sẽ tiến hành lắp 92 mét dây cho anh chị xem cái con này nó có thể tải nổi không nha. Bảo lắp 4 cuộn dây với cái này 12 mét nữa là 92 mét chứ. 92 mét. Hiện tại là Bảo đang test băng tối lúc 8 giờ tối nên hình ảnh nó hơi tối một tí nha anh chị. Anh chị thông cảm tại Bảo làm việc nó hơi nhiều á nên Bảo test lúc 8 giờ đêm ạ. Đây, Bảo sẽ lật dây cho anh chị xem. Để một đống này nhiều khi anh chị không có nhìn rõ nha. Đây, một cuộn này là một cuộn 20 mét nha. Bốn cuộn là đấu liền nhau. Anh chị có thể thấy nha. Bảo lật ra cho anh chị xem. Bốn cuộn này rồi, cái dây ra là ở đây nha. Bây giờ Bảo sẽ test máy cho anh chị xem. 92 mét. Trước tiên là Bảo sẽ mồi nước lại cái đã. Rồi Bảo sẽ test. Cái đầu này áp nó lên tới 28 luôn nha.
92 mét dây mà áp lên tới 28 là anh chị thấy cái dòng máy bốt Nhật này nó có mạnh không? Rất là mạnh nha. Bây giờ bạn sẽ tiến hành cắt thùng giấy cho anh chị xem nha. Mà đứng rất là xa mà cắt giấy thì rất là mạnh ạ. Bảo quay lại cái cuộn dây cho anh chị xem. Bảo xịt vào thùng nó đi rất là khỏe nha. Quá là khỏe cho một cái dòng bốt Nhật này. Đây bây giờ Bảo sẽ tiến hành thay lại cái đầu cũ xem 92 mét dây nó có được bao nhiêu áp nha. Đây Bảo sẽ tiến hành thay cái đầu của công ty nha anh chị. Đó, cái đầu của công ty là một cái đầu màu đỏ. Đầu màu đỏ này tại vì sao nó làm cái đầu màu đỏ? Tại là lực áp nó cao á, nên là nó làm cho chúng ta tránh chúng ta đụng vào hoặc là đụng vào vật nuôi. Nó cảnh báo chúng ta đấy, cho chúng ta là an toàn khi sử dụng đối với vật nuôi gần nhà hoặc chúng ta là đưa tay vào nha. Test cái con máy này với cái đầu rin của nó này. Áp lên tới 17 luôn nha, 17 nha. Rồi bây giờ bà sẽ tiến hành rửa xe cho anh chị xem. Rửa xe và phun bọt huyết cho anh chị xem nha. Bảo đứng rất là xa. Này tia nước rất là xa nha. Đó. Bảo quay cái rất là xa nhưng mà nó phun xòa rất là xa. Bọt huyết rất là nhiều. Quá trời luôn anh chị ơi. Dòng này thì rất là nhiều anh chị là hỏi Bảo có bán không. Đây là Bảo nhập về tầm khoảng một lô. Anh chị nào mà nhanh tay thì có thể là sắm cho mình một con để đón cái dịp Tết này nha. Số lượng tài Bảo nhập không có được nhiều ạ. Tia nước thì Bảo đứng trong nhà cái khoảng cách là khoảng 2-3 mét nha. Rất là xa, anh chị thấy không? Bán rất là xa, khoảng 6 mét gì nha. Rồi Bảo rửa xe lại. Anh chị có thể chỉnh xòa nha. Xa mình chỉnh xòa cũng rất là xa. Quá là tuyệt vời cho một con máy này. Anh chị có thấy không, Bảo vừa test cái con máy bốt Nhật này. Nó rất là khỏe nha. Bảo test với cái cuộn dây là dài 90m mà áp không hề giảm nha. Đối với những cái dòng máy mà không có được chất lượng tốt như thế này thì anh chị chỉ cần nối vào 60m dây là áp nó sẽ giảm đi bớt rồi. Đây nó không giảm mà nó lên áp tới 180-200 đối với những cái đầu rin. Còn anh chị là hồi nãy Bảo cũng test rồi, vì sao chúng ta thay cái đầu nhỏ này vào áp nó lên tới 280 luôn nha. Quá là mạnh. Tại công ty nó không cho chúng ta xài cái mức áp cao vậy. Nó chỉ cho chúng ta xài mức là tia nước nó ra lớn thì chúng ta sử dụng cái đầu 1.5 thôi nha. Đó, anh chị biết vì sao là nhiều cửa hàng là test máy thì áp nó khác nhau như vậy nha. Rồi hiện tại Bảo đang bán cái con máy này với mức giá là chỉ có 2.100.000, bao ship toàn quốc. Nếu mà anh chị nào mà tới thẳng cửa hàng Bảo để mua về sử dụng thì Bảo bớt trực tiếp 100.000 nha. Chỉ còn lại 2.000.000 nha cho một cái con máy với một cái chất lượng nó tốt như thế này. Ngoài ra phụ kiện nó tặng, công ty nó tặng cho ta là một cây nối dài và một cái đầu nối nhanh rất là tuyệt vời rồi. Đó, anh chị nào mà muốn mua sản phẩm có thể liên hệ Bảo qua số hotline Bảo để bên góc trái màn hình. Số nào anh chị liên hệ cũng được nha. Nhắn tin vào Zalo Bảo có thời gian rảnh Bảo sẽ trả lời anh chị trong ngày nha. Rồi, Bảo chào mọi người và xin kết thúc video tại đây nha.